hôm nay mình chia sẻ thêm một tí đồ rau củ này, tại vì chợ đầu mối đã đóng cửa cho nên là mình mua được một số rau ở đây, bắp cải, bí, dưa leo, nói chung là củ cải rồi đầy đủ nên mình mua mình để dự trữ để ăn được tới đâu thì mình tính tới đó nữa ha cả nhà. Bây giờ là tất cả chợ đều đóng cửa, chợ đầu mối cũng đóng luôn cho nên bây giờ chắc là hết thì coi chỉ đồ trên mạng để mua thôi. Này là chắc khoảng được ăn được hơn tuần. Bây giờ mình đã rửa xong rau củ hết, mình chùi sạch gì nữa cả nhà, xong rồi mình để vô vào tủ mát để mình rửa mình lau khô hết ha. Còn cái này là mình lấy bao gác mình gác lại cái nào dập, còn cái hành lá là mình cắt cái lá mình xài trước, còn cái này là chút mình đem đi ghim, còn cái này là cái đầu hành thì mình xài từ từ, mình xài cái lá trước để cái lá nó mau hư lắm. Đậu bắp thì đậu bắp nó cũng không non lắm. Bí và đã xong, làm sạch sẽ hết rồi đó. Là sẽ để vô vô tủ mát kiểu như vậy thì mình xài như mình lấy mình xài hết cả nhà, coi như là mừng dự trữ được nhiều dự trữ. Chứ chợ hồi tối thì đóng cửa bắt đầu từ tối giờ, rồi hầu như là nghe nói 8 giờ hồi tối. Chào ha cả nhà, hôm nay mình có bạch tuộc á, mình lấy mình ra mình thèo tương ớt mình ăn ha, mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nha, tại mình để trong tủ đông á. Mùa này thì ở nhà có gì lấy ra ăn ở đấy, giờ mời cả nhà cùng làm với mình nha. Đây là mình đi chợ gì đó, mình đi chợ cho cả tuần đó cả nhà. Đây là cá, đây là cá thịt, đây là cá hồi, mình đi chợ mình ăn nguyên tuần rồi hết rồi mình bổ sung thêm cái gì đó mình bổ sung. Xào bằng mỡ, nó hơi rung cả nhà coi, cả nhà thông cảm nha. Bây giờ mình đi với cơm ăn cả nhà ơi, mình làm xong rồi ha. Bạch tuộc khèo tương ớt, nó hơi tối. Đây mình ăn cùng với kim chi ha cả nhà. Đây là cái hồi nãy mình trộn chảo cái cơm nè, đó mình trộn cho với kim chi. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn cơm với mình ha. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với mình ha. Ở đây mình lập cái này có ly nước xả. Ở ngoài trời thì đang nóng. Tại mình thích món kim chi của Hàn Quốc lắm. Kim chi này thì mình mua chứ mình không có làm. Mời cả nhà ha. Ở Sài Gòn á, lúc này là đang bị giãn cách ly xã hội á, nên đi chợ á, là chợ của mình là bị đóng, nhà nước cũng khuyên là không có đi chợ nhiều ngày á, chỉ thử như trong vòng một một ngày mình đi á, mình đi một lần chợ thì về mình nấu ra mấy mình ăn mấy ngày, hạn chế đi á cả nhà.